Xin chào các bạn. Và tiếp theo trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham gia một cái khóa học của YouTube để được cấp chứng chỉ của YouTube. Thì trong cái trang này, trong các cái danh mục của YouTube ở đây thì tôi đã tham gia rất nhiều các cái khóa học và đã được cấp chứng chỉ. Ví dụ như đây, đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh về YouTube, thì cái này tôi đã tham gia hoàn thành rồi. Thì đây, vào cái kỳ thi của khóa học đây. Và đây đây là cái thư xác nhận đã hoàn thành của YouTube đối với cái khóa học này của tôi rồi. Những cái nào mà có cái dấu tích xanh như thế này là những cái khóa học mà tôi đã hoàn thành rồi. Và hôm nay ta sẽ học một cái khóa học là mở khóa kênh trò chơi của bạn và cách để chúng ta thi như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi và làm theo những gì tôi làm ở trên này. Trong này tôi đã làm rất nhiều các cái khóa học thành công. Đây, đối tác âm nhạc tôi cũng đã thành công rồi. Đây, hôm nay ta sẽ học cái bài này. Ta bấm vào bắt đầu khóa học ở đây. Rồi, bài thứ nhất này, để cá tính trò chơi của bạn tỏa sáng. Thì ta có thể bấm vào đây để ta xem cái video này, xem là người ta dạy cái gì. Ở trên này thì có các đây, tìm tiếng nói của bạn thực tế và chân thực. Ta có thể bấm vào đây ta xem cái nội dung ghi bằng tiếng Việt. Đây. Đấy, xem lại nhận xét video của bạn và YouTube Analytics thì chúng ta thấy ở trên này nó có chữ tuyệt vời là như thế là được rồi. Đấy. Thế là ta đã học xong bài thứ nhất. Bây giờ ta sẽ sang cái bài thứ hai. Bài cái khóa học này gồm có 5 bài học. Thì xong bài 1 rồi ta sẽ bấm vào đây để học bài thứ hai. Ngôn ngữ chung. Rồi, ta sẽ làm bài kiểm tra. Tính năng nào của YouTube có thể giúp bạn xây dựng một cộng đồng vững mạnh? Tất cả các câu trên. Rồi. Bạn có thể xem báo cáo nào để biết suy nghĩ của khán giả về kênh của mình?
Đấy, như vậy là ta đã làm xong những bài thi của mình. Đây là cái khóa học mở khóa kênh trò chơi của bạn. Thì chúng ta đã làm được và xác nhận thư hoàn thành như thế này là ta đã xong rồi. Thì những bạn nào chưa làm thì ta có thể làm theo cái thứ tự mà tôi đã hướng dẫn ở trong này. Ta làm như thế là ta đã hoàn thành xong một cái khóa học của YouTube. Đây là một cái điều rất tuyệt vời đối với những người mà làm YouTube sáng tạo, là phải nên học hết các cái khóa học ở trong này. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các cái khóa học tiếp theo của tôi.